Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nhà Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể, quyết định 4 nội dung quan trọng đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc. Phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ năm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kỳ họp bất thường lần thứ năm Quốc hội có 15 để xem xét quyết định những nội dung quan trọng về dự án luật đất đai sửa đổi, về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ sáu xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng cấp thiết về tài chính, ngân sách, kỳ họp diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024, năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025 và hướng tới đại hội 14 của Đảng. Những nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược lâu dài.